lòng tham và sự sợ hãi là hai cảm xúc cơ bản và mạnh mẽ xuất hiện trong đầu tư chứng khoán ảnh hưởng lớn đến quyết định của nhà đầu tư dưới đây là lý do tại sao những cảm xúc này thường xuất hiện khi đầu tư một, một bản chất con người human nature âm um, phản ứng cảm xúc emotional reactions con người tự nhiên phản ứng với những thay đổi môi trường bằng cảm xúc trong đầu tư, biến động giá cổ phiếu thường kích thích các phản ứng mạnh mẽ của não bộ, dẫn đến cảm giác sợ hãi khi giá giảm và lòng tham khi giá tăng. 2. Mong muốn lợi nhuận cao, desire for high risk. Nhà đầu tư thường có xu hướng muốn tối đa hóa lợi nhuận. Khi thị trường tăng, lòng tham thúc đẩy họ tiếp tục đầu tư thêm với hy vọng kiếm được nhiều tiền hơn. Sợ mất cơ hội, fear of missing out. Khi thấy người khác kiếm được lợi nhuận cao, nhà đầu tư sợ bỏ lỡ cơ hội và có thể đưa ra quyết định mua vào mà không phân tích kỹ lưỡng. 3. Sợ thua lỗ. Sự sợ hãi, nhà đầu tư sợ mất tiền đầu tư của mình. Khi thị trường giảm, nỗi sợ này có thể dẫn đến việc bán tháo cổ phiếu để tránh thua lỗ thêm. Tính chất không chắc chắn thị trường chứng khoán không có sự chắc chắn và sự không chắc chắn này kích thích cảm giác sợ hãi về tương lai của khoản đầu tư. 4. Ảnh hưởng của tâm lý đám đông herd mentality. Hành vi đám đông. Nhà đầu tư thường bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Khi thấy nhiều người mua vào, họ cảm thấy tự tin hơn và lòng tham gia tăng. Ngược lại, khi nhiều người bán ra, họ sợ hãi và có xu hướng làm theo. Năm thiếu kinh nghiệm, lack of experience and knowledge nhà đầu tư mới Những người mới tham gia thị trường thường dễ bị chi phối bởi cảm xúc vì thiếu kinh nghiệm và kiến thức để đánh giá tình hình thị trường một cách hợp lý. Thiếu hiểu biết về thị trường và các công cụ phân tích có thể làm tăng sự phụ thuộc vào cảm xúc. 6. Phản ứng tự nhiên với rủi ro natural reaction to risk sự sợ hãi là phản ứng tự nhiên để tránh rủi ro và bảo vệ tài sản. Chấp nhận rủi ro risks, lòng tham khiến nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao hơn để đạt được lợi nhuận cao hơn. 7. 7. Tâm lý tiến hóa Sinh tồn, survival inst, tâm lý tiến hóa giải thích rằng con người đã phát triển để phản ứng mạnh mẽ với những tình huống nguy hiểm, sợ hãi và những cơ hội sinh tồn, lòng tham. Trong ngữ cảnh đầu tư, điều này có thể dịch chuyển sang phản ứng với thua lỗ và lợi nhuận tiềm năng kết luận lòng tham và sự sợ hãi xuất hiện trong đầu tư do sự kết hợp của các yếu tố tâm lý sinh học và xã hội hiểu rõ nguyên nhân của những cảm xúc này là bước đầu tiên để kiểm soát chúng và đưa ra quyết định đầu tư thông minh nhà đầu tư cần học cách quản lý cảm xúc của mình áp dụng các chiến lược đầu tư hợp lý và dựa vào phân tích thay vì để cảm xúc chi phối